Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên Internet. Câu hỏi thứ nhất, họ có 6 đề mục nhỏ. Dưới đây là nghi vấn liên quan đến niệm Phật. Chúng con niệm Phật đã được một khoảng thời gian rồi. Chỉ cần nhắm mắt niệm Phật thì nhìn thấy không phải là tượng Phật, mà là nhìn thấy hình chữ A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Vậy có như Pháp không? Không nên chấp trước thì là hiện tượng tốt. Chấp trước thì sai rồi. Không nên chấp trước. Hết thảy tùy theo nó mà đi. Hãy nhớ là trên Kinh Bát Nhã có nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vậy thì rất tốt. Đây đều là cảnh giới tốt. Khi niệm Phật nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy hình chữ, danh hiệu Phật, đều là hiện tượng tốt. Hễ chấp trước thì dễ bị ma dựa. Thế nào gọi là bị ma dựa? Là dẫn khởi ý niệm của bạn. Ý niệm chấp trước, đây là sai lầm. Phật dạy bạn phá chấp trước, phá phân biệt. Bạn lại đem phân biệt chấp trước dẫn khởi ra thì sai rồi. Cho nên đừng nên chấp trước là được. Câu hỏi, bình thường khi con không nhắm mắt, chỉ cần niệm, chỉ cần nghĩ đến A-di-đà Phật, thì chữ Nam-mô A-di-đà Phật giống như ánh đèn neon cứ lần lượt xuất hiện là có như Pháp không ạ? Câu này giống như câu phía trước. Đây là một loại cảm ứng, tuyệt đối không được chấp trước, cũng không được nói với người. Vì sao hiện tượng này sẽ dần dần không còn nữa? Nếu như chấp trước thường xuyên xảy ra thì tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Người niệm Phật không phải là không có cảm ứng. Cảm ứng là ngẫu nhiên một lần nào đó. Đó là Phật Bồ Tát gia trì chúng ta, làm tăng tín tâm cho chúng ta. Nếu nói thường xuyên có những hiện tượng này thì đó chính là ma biến hiện ra. Chính mình phải vô cùng dè chừng cẩn thận. Khi nhìn thấy thì hoan hỷ, mấy ngày không nhìn thấy thì nhăn nhó buồn rầu. Sao mình lại không được nữa? Phật không quan tâm đến mình nữa. Ngày ngày đang khởi vọng tưởng, ngày ngày đang phân biệt chấp trước. Đó là sai lầm vô cùng lớn. Bạn hoàn toàn bị lừa rồi. Loại tình hình này trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói với chúng ta, căn bản chính là không để ý đến nó. Hiện ra cũng tốt, không hiện cũng tốt. Căn bản không để ý đến nó thì không sao cả. Sau này hiện tượng này sẽ khôi phục lại bình thường, không được chấp trước nó. Câu thứ ba, trong khi niệm Phật thỉnh thoảng con đối trước ảnh Phật, con khởi tâm không tôn kính hình vẽ, con phải nên giải quyết như thế nào? Cứ tập trung niệm Phật, cũng đừng để ý đến nó. Bởi vì việc không tôn trọng hình ảnh là phiền não nghiệp chướng của mình khởi hiện hành. Không để ý là được. Hãy để ý thì sẽ phá hoại công phu của bạn. Tâm thanh tịnh không còn nữa. Phải biết mục đích rốt ráo sau cùng của niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Di Đà nói rất rõ ràng, chúng ta chính là cầu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là niệm Phật tam muội. Công phu sâu nhất gọi là lý nhất tâm bất loạn. Sau đó mới là sự nhất tâm bất loạn. Cạn nhất thì gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là chỗ cạn của sự nhất tâm bất loạn. Thế nhưng đến được công phu này thì nhất định vãng sanh. Công phu thành phiến sẽ sanh vào cõi phàm thánh độc cư. Sự nhất tâm bất loạn sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Lý nhất tâm bất loạn sanh đến cõi thật báo trang nghiêm. Nhất định phải nhớ, mục đích niệm Phật của chúng ta là nhất tâm bất loạn, không phải là cầu thấy Phật. Hiện tiền tương lai nhất định sẽ thấy Phật, đều là cảm ứng. Cảm ứng không phải là thường xuyên có. Thường xuyên có thì không được, chỉ ngẫu nhiên có một vài lần nào đó mà thôi. Giống như khi xưa chúng tôi xem thấy ở trong sách sử, trong Tổ sư Truyền Ký, Huệ Diễn Đại sư, ngài là tổ sư đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Ngay trong cả đời ngài nhìn thấy được 3 lần, cho nên ngài không phải là nhiều lắm. Ngay trong cả đời có 3 lần nhìn thấy thế giới Cực Lạc.
Lần sau cùng là giảng sanh. Lúc giảng sanh thì cảnh giới của Ngài lại hiện tiền. Ngài mới nói với mọi người, cả đời Ngài thấy được 3 lần. Từ trước đến nay chưa từng nói qua với người khác. Có thể thấy được Ngài cũng không chấp trước, không nói với ai. Sau cùng khi giảng sanh thì lại gặp được, thì mới nói với mọi người, tôi nhìn thấy thế giới Cực Lạc, nhìn thấy A-di-đà Phật. Hơn nữa còn nhìn thấy những người trước đây ở trong liên xã đã giảng sanh cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài. Nói với mọi người, khi xưa đã từng nhìn thấy cảnh giới này 3 lần. Đây đều là thí dụ rất tốt dạy dỗ chúng ta. Chính là thấy như không thấy. Căn bản không để ở trong tâm. Cảnh giới tốt thì tuyệt chẳng chướng ngại đến nhất tâm bất loạn của bạn. Nếu bạn sanh tâm hoan hỷ, tâm của bạn động rồi, thì nhất tâm của bạn bị phá hoại. Nếu lại thường hay nói với người khác, thể hiện công phu của tôi rất tốt, các chị đều chưa gặp qua, tôi gặp được rồi, vậy thì càng tệ hơn. Vậy thì hoàn toàn bị phá hoại mất rồi. Nếu chưa gặp được, ngày ngày cứ ở đó thở dài, sao Phật không để cho con nhìn thấy một lần? Đây đều là phá hoại công phu rồi. Vậy bạn thật thà niệm Phật, tu nhất tâm bất loạn, vì sao bạn lại niệm Phật cứ luôn muốn thấy Phật? Điều này đều không nên có. Đây là vọng niệm, đều là thuộc về vọng tưởng. Đây là tập khí. Tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Khi con niệm Phật thì thuận theo hơi thở, khi thở ra thì niệm A-di, khi hít vào thì niệm Đà Phật. Nhưng nói chung cảm thấy đem A-di-đà Phật chia thành 2 đoạn, không thể mạch lạc. Xin hỏi loại phương pháp tu học này có vấn đề không ạ? Đúng vậy. Cảnh giới của bạn rất nhiều người đều có, nhưng bạn đừng để ý đến nó. Bạn cứ thật thà niệm Phật. Thật thà niệm thì sẽ có hiệu quả thôi. Thứ năm, thuần âm vô niệm xứ có phải là thuộc về đường chánh của tu hành không? Bạn đừng để ý đó có phải là đường chánh tu hành hay không. Vẫn là y theo phương pháp của Tịnh Tông. Dùng phương pháp của Tịnh Tông thì thật thà niệm là đáng tin nhất. Những phương pháp này không phải là phương pháp phổ thông, chỉ đặc biệt thích hợp với người có duyên phận, không phải người thông thường có thể đạt được lợi ích. Câu hỏi cuối cùng của họ, thuần âm vô niệm, tùy duyên thường hay hiện ra, nhưng thời gian rất ngắn, giống như tia sét lóe lên vậy. Xin hỏi làm sao để nó luôn ở trước mặt? Bạn có cái tâm mong muốn nó thường có thể hiện tiền, thì nó sẽ không thường hiện tiền. Vì sao vậy? Đây là khi vô tâm. Đây là tình trạng gì? Khi trong tâm chúng ta chân thật buông xuống vọng niệm, thì cảnh giới này hiện tiền. Nhưng cảnh giới này rất ngắn, giống như tia sét vậy. Sau đó ý niệm lại khởi lên. Đây có phải là cảnh giới tốt không? Nói thật ra, sau khi buông xuống là vô minh. Khi tâm có ý niệm thì là vọng tưởng, khi không có ý niệm là vô minh, đều là sai cả. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật, khi niệm Phật thì không có ý niệm gì cả. Bạn xem, các ngài không có vọng tưởng, nhưng có một câu A-di-đà Phật, các ngài lại không phải là vô minh. Việc này rất tốt, phương pháp này rất hay. Đến tương lai, chân thật một câu A-di-đà Phật cũng không còn nữa, bạn có thể nhìn thấy tướng đại quang minh. Đó chính là thật. Đó chính là phá vô minh. Phá vô minh thì thấy pháp tánh. Vọng tưởng không kiến tánh, vô minh cũng không kiến tánh. Phải biết cái điều này. Bạn xem thiền định thế gian, chúng ta nói tứ thiền bát định. Vì sao tứ thiền bát định không tính là tam muội? Nó là xả thọ, nó không phá vô minh. Ý niệm gì cũng không có, tâm địa rất thanh tịnh, nhưng cái gì cũng không biết. Tâm thanh tịnh
giống như một tấm gương vậy, phải soi chiếu cảnh giới bên ngoài. Trong tâm kinh có nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bạn có chiếu kiến hay không? Bạn không chiếu kiến vậy thì không được rồi. Không chiếu kiến là ở trong vô minh rồi. Chiếu kiến mới là bát nhã phóng quang, trí huệ hiện tiền. Đạo lý này nhất định phải hiểu, là những cảnh giới này. Câu hỏi thứ hai: con ngồi thiền được hơn 10 năm rồi, hiện nay nhắm mắt ngồi thiền nhập định, niệm kệ thì ý niệm thân tâm quay về không? Ý niệm thân tâm toàn là không. Vật vô hình trên trán hiển hiện, vật vô hình và thế giới vũ trụ hợp thành một thể. Hết thảy vô tướng, vô niệm, vô phân biệt, không cử động, cái gì cũng không nghĩ đến. Phải mất một lúc mới có thể định thần lại, khôi phục cảm giác. Nhưng trong cảnh giới đó thì không nhìn thấy gì cả, cũng không có ánh sáng. Xin hỏi bước tiếp theo phải nên tu thế nào? Tốt nhất bạn hết thảy đều buông xuống, thật thà niệm Phật. Đây không phải là cảnh giới tốt, vẫn là phải quay về thật thà niệm Phật thì tốt. Bạn có nền tảng như vậy thì khi niệm Phật, tôi tin tưởng nhất định sẽ có cảnh giới tốt xuất hiện mà thôi. Nhưng cảnh giới xuất hiện cũng không được chấp trước, cũng không nên nghĩ đến nó, càng không nên đi tuyên truyền. Vậy thì sai rồi. Thật thà niệm Phật là được. Câu hỏi thứ ba: Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng sanh ở Tây Phương tịnh độ tướng mạo không khác biệt, vì sao chúng sanh ở cõi đồng cư cảm thấy thân nhỏ của ứng hóa thân Phật, ở cõi thật báo thì cảm thấy thân lớn của báo thân Phật? Thân lớn hay thân nhỏ, tự bạn đã nói ra đáp án ở trong đó rồi, là cảm thấy. Trên thực tế có hay không? Trên thực tế không có. Tâm lượng lớn thì bạn sẽ gặp được Phật lớn, tâm lượng nhỏ thì bạn sẽ gặp được Phật nhỏ. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì Phật mà mỗi người thấy được chân thật là không như nhau. Phật không có lớn nhỏ, Phật cũng không có hình tướng. Hình tướng từ đâu mà đến vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bạn nhất định phải hiểu nguyên lý này. Sau khi hiểu được nguyên lý này rồi thì lớn cũng tốt, nhỏ cũng tốt. Bạn sẽ hết thảy đều không chấp trước nữa. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền. Còn có phân biệt, còn có chấp trước. Nói lời thật là ở tịnh độ tu hành tiến bộ rất chậm. Không có phân biệt, không có chấp trước thì tiến bộ rất nhanh, nâng cao rất nhanh. Tiếp theo câu hỏi thứ tư: tướng có thể không, sự có lý không? Xin hỏi chữ không đều giải thích là không tịch phải không? Và nên lý giải sự có lý không như thế nào? Vấn đề này khi giảng kinh chúng tôi đã nói rất nhiều lần. Nếu nói cho rõ ràng cho bạn thì phải mất thời gian tương đối dài. Những việc này không những trên kinh Phật, 3.000 năm trước Phật giảng đã rất thấu triệt, nhà khoa học hiện nay cũng đã phát hiện ra rồi. Cho nên chúng ta không thể không bội phục Ngài. Tướng có thể không, sự có lý không, nhà khoa học đã phát hiện ra rồi. Phát hiện gì vậy? Vật chất là tướng. Vật chất từ đâu mà đến? Từ trong không sanh ra có. Cái có thể sanh ra vật chất là không. Điều này được họ nhìn thấy rồi. Thế nhưng hiện tượng được sanh ra này, thời gian tồn tại của hiện tượng vô cùng ngắn tạm. Có lẽ tính ra khoảng một phần vạn giây. Cách tính như vậy,
nhanh hơn tia sét. Vừa xảy ra thì lập tức không còn nữa. Chúng ta nhìn thấy tướng phần gì? Lời nhà khoa học nói rất có đạo lý, gọi là tướng tương tự tương tục. Tướng trước tương tự với tướng sau, tuyệt đối không như nhau, cách biệt rất nhỏ. Tướng mà chúng ta nhìn thấy ở đây là tướng tương tự tương tục, đúng thật là không tồn tại. Sát na sanh diệt. Cho nên nói với bạn là có tướng, còn thể, thể chính là tánh, không có tự tánh. Sự có lý không, sự cũng là sự tướng, với ý nghĩa phía trước là như nhau. Lý, lý thể thì không có. Bạn hiểu rõ đạo lý này rồi thì bạn đối với dạng sự dạng vật ở trước mắt có thể buông xuống được. Bạn sẽ không chấp trước chúng nữa, sẽ không khởi vọng tưởng, không chiếm đoạt nữa. Vì sao vậy? Chiếm không được, bao gồm thân thể. Thân thể cũng là giả, cũng là tương tự, tương tục. Ta có một niệm trước với ta có một niệm sau không phải là một. Chúng ta đến nơi này, cái ta khi bước vào giảng đường và cái ta khi rời khỏi giảng đường không phải là một. Không biết đã thay đổi bao nhiêu rồi. Việc này tôi có thể nghiệm. Khi tôi còn trẻ thích nhiếp ảnh, tôi đi đây đi đó mấy mươi năm, rất thích chơi máy quay phim nhỏ, chính là máy quay 8 ly, là loại phim ảnh rời. Tôi tự mình quay, tự về nhà rửa phim, cả bộ thiết bị đều có đủ. Từ chỗ này thể hội được gì? Thể hội được tướng là hư vọng. Bạn xem, thí dụ nói chúng ta ở nơi này cùng nhau học tập, học tập 1 giờ đồng hồ, bạn dùng tấm phim để chiếu, chiếu từng tấm từng tấm. Mỗi tướng so với mỗi tướng đều không như nhau. Bạn hiểu được đây là giả, không phải là thật. Hơn nữa chúng ta ở đây 1 giờ là tướng tương tục. Điện ảnh là rất sơ sài, rất dễ phát hiện. 1 giây có 24 tấm hình là 1 giây. Một cuộn phim chỉ có 4 phút. Trước đây là tôi nghiên cứu cái này. 40 phút. Một băng có 10 cuốn. 10 cuốn liên tiếp nhau mới là 40 phút. Mới chiếu ra được 40 phút. Mỗi một tấm không như nhau. Bạn mới hiểu được hình ảnh này của chúng ta là từng tấm một. Giống như đang chiếu màn ảnh vậy, từng tấm nối tiếp từng tấm. Mà trên thực tế ở trong Kinh Nhân Vương, Phật có nói tốc độ nhanh cỡ nào? Phật nói một khẩy móng tay, một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na là thời gian bao lâu? Là 1/60 khẩy móng tay. Ngay trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Chính là hiện tướng, giống như màn trập của máy quay phim của chúng ta vậy, 900 lần trập ống kính. Cái khẩy móng tay của chúng ta khẩy rất nhanh, tốc độ giống như vậy, 1 giây có thể khẩy được 4 lần. 4 nhân với 60 rồi nhân với 900, vừa đúng bằng 216.000 sanh diệt. Đó là trong 1 phút. Phật nói với chúng ta hiện tướng sanh diệt của hiện tướng vật chất có bao nhiêu? 2 lần 10 vạn là 216.000 lần sanh diệt. Chúng ta làm sao mà nhìn ra được nó là giả chứ? Chiếu lên màn bạc điện ảnh là 1 giây 24 tấm, chúng ta đã bị nó lừa rồi, giống như thật vậy. Hiện tại chúng ta là 1 giây là 216.000 lần sanh diệt. Bạn hiểu đạo lý này thì vấn đề này bạn đã sáng tỏ rồi. Cho nên Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bạn hà tất cho là thật chứ? Nếu bạn không cho là thật thì ở trong hiện tướng bạn rất vui sướng, không có gì là không tốt. Nếu bạn cho là thật thì phiền não của bạn sẽ khởi lên, bạn sẽ trải qua rất khổ. Phải nên biết toàn là giả, không có gì là thật. Điều này phải nhìn thấu. Trên Kinh Kim Cang nó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bạo ảnh. Làm sao bạn có thể xem là thật được chứ? Bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Nhân sanh Phật thường hay nói, thứ mang đi được thì cần phải nỗ lực, thứ không mang đi được hết thảy đều buông xuống.
Thứ mang đi được là gì? Là nghiệp. Bạn mang theo thiện nghiệp thì đi đến ba đường thiện, mang theo ác nghiệp thì đến ba đường ác. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, ngôn ngữ tạo tác thì phải tuyệt đối lưu ý, tuyệt đối không tạo ác nghiệp, nhất định không hại người. Người hại ta, ta không hại họ. Người thông thường nói bị thiệt thòi, người xưa nói thiệt thòi là phước. Thiệt thòi gì sao lại là phước? Bây giờ chịu thiệt thòi, tương lai nơi ta sanh đến là tốt. Tâm ta thiện, ta không có ác niệm, nhất định sẽ sanh đến nơi rất thiện. Coi tâm báo thù, vậy thì bạn rơi xuống rồi. Bạn có báo thù, có oán hận thì nhất định sẽ rơi xuống thấp. Thuần tịnh thuần thiện sẽ đi lên trên. Nếu mang theo niệm ác thì bạn sẽ rơi xuống đọa lạc. Cho nên thiệt thòi là phước. Người chịu thiệt thòi có đại phước báo, người không chịu thiệt thì không có phước. Phải biết cái điều này. Trong đây có đạo lý của nó. Câu hỏi thứ 5: lìa được bốn tướng rồi, thế giới là như thế nào? Cũng chính là nói chúng ta dùng tâm gì để cảm thụ hoàn cảnh. Vì sao khi con không khởi tâm động niệm đối diện với cảnh giới giống như kẻ khờ khạo vậy, không biết đối mặt với tình trạng lúc đó như thế nào? Sự khờ khạo này là vô minh. Không phải là bạn không khởi tâm động niệm, bạn vẫn là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là động niệm gì? Khởi một ý niệm tỉnh. Khởi tâm động niệm có hai loại, một loại là động, một loại là tỉnh. Bạn khởi tâm động niệm là động cái ý niệm tỉnh đó. Động tỉnh là cánh cửa thứ nhất. Bạn phải tu định, vừa bắt đầu động ý niệm thì phải xả sạch, sau đó ý niệm tỉnh cũng xả luôn. Bạn trụ ở trong tỉnh, bạn vẫn là rơi vào bên trong cánh cửa thứ hai. Vậy thì không được. Bạn xem trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói cho chúng ta sáu cánh cửa, đến sau cùng cửa không cũng không có. Bạn vẫn có cái không, trong tâm trụ ở chỗ không, bạn vẫn là có thứ gì đó, không phải là không có. Bạn vẫn là khởi tâm động niệm, vẫn là có phân biệt chấp trước. Bạn chấp trước không, bạn chấp trước vô. Cho nên cũng không lìa khỏi. Đây là hiểu lầm, đây là sai lầm. Dùng loại công phu này mà thành tựu hiện nay là vô cùng khó khăn. Thời kỳ mạt pháp dùng loại công phu này mà thành tựu thì đây là tham thiền, gọi là phá ba cánh cửa là tham thiền. Trên thực tế một cánh cửa là hai tầng, động tĩnh là một cánh cửa. Cho nên thành tựu của thời kỳ mạt pháp chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những tầng bậc cảnh giới này đến thế giới Cực Lạc mới tu. Ở nơi này tạm thời buông xuống, nhất tâm cầu sanh tịnh độ thì đúng rồi, chính xác rồi. Câu hỏi tiếp theo xin hỏi: chữ thức trong duy tâm sở hiện, duy thức sở biến rốt cuộc là sự việc như thế nào? Làm sao giữ được thức bất biến để cho tâm vĩnh viễn trụ ở trong A-di-đà Phật? Hiện tại bạn cứ nhất tâm niệm A-di-đà Phật là được rồi. Bạn đừng khởi những vọng tưởng này. Vừa nghĩ đến duy tâm, vừa nghĩ đến duy thức thì đã phá hoại đi công phu niệm Phật của bạn rồi. Chỉ cần bạn niệm Phật thành tựu, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những vấn đề này bạn tự nhiên sẽ thông đạt rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo: con là một nhân viên công nghệ, khi tiến hành công việc nghiên cứu khoa học, làm sao có thể làm vô trụ sanh tâm? Xin hỏi nghiên cứu khoa học và tư duy khoa học có phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không ạ? Đúng vậy. Bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xuống thì làm được vô trụ sanh tâm. Không buông xuống được những thứ này thì vô trụ cũng không có. Sanh tâm là sanh tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chân thật vô trụ sanh tâm đó là tâm đại bồ đề. Cái đó so với cảnh giới hiện nay của chúng ta
là hoàn toàn không giống nhau. Cái sanh tâm đó chính là như chúng tôi thường nói là cảm ứng với chúng sanh mười pháp giới. Sanh tâm là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, tự nhiên sẽ có ứng. Cái ứng này chính là giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đó gọi là phổ độ chúng sanh. Câu hỏi tiếp theo: con đang làm trong ngành kiểm dịch và phòng hộ rừng. Một khi phát hiện ra vườn ươm, xưởng mộc có côn trùng gây bệnh, có tính chất nguy hiểm, y theo pháp luật quốc gia thì phải giám sát các doanh nghiệp vườn ươm, xưởng mộc để thiêu trùng hoặc đánh thuốc sát hại chúng. Loại công việc này thì một mặt phải chấp hành pháp luật bảo vệ cây cối, một mặt lại phải sát sanh, con phải nên làm thế nào? Bạn phải có tín tâm kiên định, không được có mảy may hoài nghi. Những côn trùng gây bệnh này, chúng vốn dĩ cũng là Phật. Nghiệp chướng quá nặng mới đầu thai vào cái thân đó. Bạn phải khai thị cho chúng thật tốt, phải khuyên chúng niệm Phật giảng sanh, không nên tạo nghiệp này nữa. Chúng sẽ hiểu, chúng sẽ rời đi. Cho nên cây cối của bạn cũng đều được bảo tồn, côn trùng gây bệnh cũng không cần giết chúng. Lấy cái thí dụ này, chúng ta thu nhỏ vấn đề này lại. Giống như chúng ta trồng rau, có côn trùng gây bệnh, chúng ăn sạch rau của bạn. Ở núi Cổ Tấn, Malaysia, chúng tôi cũng có đồng tu. Ông ấy ở bên đó xây dựng một sân gót rất lớn. Đất đai có khoảng 5.000 mẫu anh, thật sự là rất lớn. 5.000 mẫu anh, một mẫu anh là hơn 4.000 mét vuông, là 5.000 lần của 4.000 mét vuông. Đất đai lớn đến như vậy, trong đó có vườn rau rất lớn. Ông ấy nói với tôi, ông không sát sanh, ông ăn trường chay. Năm đầu tiên trồng rau ở trong đó, 95% bị côn trùng ăn sạch, kiên trì không sát sanh. Đến năm thứ hai, những côn trùng đó rất khách khí đối với ông, ăn một nửa thôi, để lại cho ông một nửa. Tôi lên núi xem là năm thứ sáu rồi. Năm thứ sáu đi xem rau đó thì vô cùng là khách khí. Đại khái chỉ ăn có khoảng 5%, cũng là nói 1/20. 20 phần thì để cho ông ấy 19 phần, côn trùng chỉ ăn 1 phần mà thôi. Cho nên ông rất hứng khởi mà kể với tôi trải nghiệm trong 6 năm này về vườn rau của ông. Sau đó tôi nói với ông, tôi nói ông đối với những côn trùng này phải phát Phật hiệu cho chúng nghe, dùng máy niệm Phật phát Phật hiệu ở trong vườn rau. Côn trùng đúng thật không còn nữa, rau phát triển vô cùng tươi tốt. Chúng tôi ở Úc, chúng tôi dùng phương pháp này nói chuyện với các loại côn trùng nhỏ, chúng sẽ không ăn của chúng tôi nữa. Rau chúng tôi trồng có một luống rau, chỉ định phạm vi đó cúng dường cho các vị, những nơi khác không được đụng vào. Chúng rất nghe lời. Chim nhỏ đến ăn trái cây, chúng tôi cũng là như vậy. Cây ăn trái rất nhiều, chỉ ra một số cây. Một số cây này chuyên môn cúng dường cho các vị, những cây khác không được đụng vào. Chúng rất hợp tác. Bạn phải dùng tâm chân thành để mà câu thông với chúng. Chim rất nhiều, bình thường chúng tôi đều mua thức ăn cho chim để cho chúng ăn, cho nên chim không ăn thực vật của chúng tôi, quyết không gây hại những thứ mà chúng tôi trồng. Chúng tôi trồng rất nhiều bắp, đó đều là thứ chim rất thích ăn, nhưng chúng đều không ăn. Khi không có thức ăn cho chim thì chim bay loạn xạ, bay rất thấp, bay qua trước mặt thì hiểu là chúng muốn ăn rồi, nên nhanh chóng lấy thức ăn cho chúng mà cúng dường chúng. Cho nên những côn trùng nhỏ, động vật nhỏ này, ruồi, muỗi, kiến, gián đều có thể câu thông. Bạn phải dùng tâm chân thành, tâm từ bi,
chúng cũng là chúng sanh giống như chúng ta. Điều quan trọng nhất là phải tôn trọng chúng. Chúng tôi đều gọi chúng là Bồ Tát. Bồ Tát chim nhỏ, Bồ Tát trùng nhỏ, chúng rất vui, họ đều gọi mình là Bồ Tát. Không thể dùng tâm tổn hại vì không tốt rồi, đó là oan oan tương báo. Cho nên người nông dân dùng thuốc trừ sâu càng ngày càng nhiều, chính là oan oan tương báo. Đến sau cùng làm cho nông sản không thể ăn, con người cách gì ăn cũng trúng độc. Hàm lượng thuốc trừ sâu đã quá lớn rồi. Chi bằng chân thật cúng dường chúng, không được tổn hại chúng. Câu hỏi thứ 9, có phải là nhìn thấy thức ăn đều có thể niệm chú biến thực chân ngôn? Biến thực chân ngôn không phải là bình thường niệm. Biến thực chân ngôn là cúng dường cho quỷ thần, dùng biến thực chân ngôn. Chúng ta cúng dường những côn trùng nhỏ này thì không được dùng biến thực chân ngôn, biến không ra được. Chúng thật sự muốn ăn thì không biến ra được, đối với quỷ thần thì có thể, không phải là bình thường. Phải biết cái điều này. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi trong đạo tràng, tiền dư sau khi làm tượng Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dùng để làm tượng Phật khác được không? Có thể được. Tiền cúng trai đàn dư ra nhiều có thể chuyển sang dùng để xây chùa không? Thí dụ chỉ định một bộ kinh nào đó, nhưng tiền cần thiết để in kinh này rất ít, có thể chuyển sang in ấn kinh khác không? In kinh là như thế này. Tốt nhất Phật dạy chúng ta chuyên dùng riêng từng khoản tiền, không dung vào việc khác. Đây là như pháp nhất. Nhưng mà pháp mà Phật đã chế định cũng không phải là cố định, không thay đổi. Phật Bồ Tát thông tình đạt lý, cho nên chúng ta tuân thủ quy củ của các ngài. Thỉnh thoảng xem tình hình cần thiết thì có thể được. Giống như Đại sư Ấn Quang, cả đời tiếp nhận cúng dường của tứ chúng, toàn bộ đều làm in kinh, ngài không làm việc khác. Nhưng khi gặp có tai nạn, hạn hán lũ lụt, ngài đem tiền in kinh chia ra một phần để cứu tai nạn. Các tổ sư đại đức làm ra tấm gương như vậy. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải xem xét thật kỹ tình hình, vận dụng một cách khéo léo. Điều quan trọng nhất trong đây là không được dùng vào tư tâm. Tội lỗi đó rất nặng. Dùng vào lợi sanh, dùng vào chánh pháp thì đều có thể được. Đó gọi là người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy. Tiếp theo là câu hỏi thứ 11. Lão Pháp Sư nói đến không hủy bán quốc chủ. Quốc chủ chính là người lãnh đạo đoàn thể. Nếu lãnh đạo tham ô nhận hối lộ, chúng con có thể trình báo không? Sự việc này chúng ta phải biết dụng ý. Khi Thế Tôn lập ra pháp giới luật, mỗi điều giới luật đều có nhân duyên tạo ra giới luật đó. Vì sao ngài phải chế ra giới luật này? Cho nên trì giới phải hiểu khai trì giá phạm. Khi nào ngài khai duyên, khai giới thì không phải phạm giới. Khi đang khai mà bạn không khai thì là phạm giới. Khi đáng trì mà bạn không trì thì phạm giới. Cho nên giới là linh hoạt.
phải nghiên cứu giới luật. Nếu chiếu theo điều này để đi làm mà hoàn toàn không hiểu thì đó là chết cứng trong giới điều, vậy thì sai rồi. Quốc chủ là lãnh đạo của một đoàn thể, người lãnh đạo nhất định phải nhận được sự tôn kính của đại chúng thì đoàn thể này mới có thể tốt. Nếu bạn hủy bán, mọi người không tôn kính họ nữa thì đoàn thể này bị phá hoại rồi. Người lãnh đạo đất nước là một hình tượng rất lớn đối với đất nước. Nếu họ thường bị hủy bán, người lãnh đạo quốc gia sẽ không được sự tôn kính của nhân dân, sự oai nghiêm của họ không còn nữa, xã hội này nhất định sẽ loạn. Nếu xã hội an toàn, xã hội có trật tự, nhất định phải tôn trọng người lãnh đạo. Đoàn thể lớn nhỏ đều như vậy, đạo lý là ở chỗ này. Cho nên đây là vì sao không được hủy bán quốc chủ. Họ làm việc sai, tự nhiên sẽ có pháp luật phân xử họ, họ phải chịu trách nhiệm nhân quả, không cần chúng ta nói. Từ khi là tội cực nặng, nguy hại đến an toàn xã hội, nguy hại đến quốc gia dân tộc, đây là điều bất đắc dĩ. Đây gọi là đại nghĩa diệt thân. Nếu không đến mức độ này thì phải nhẫn nại. Cho nên điều này phải xem xét tình hình, không được tùy tiện làm. Chúng ta không có loại trí huệ này, không có trí huệ lớn như vậy thì vẫn là tuân thủ giáo huấn của Phật là chính xác. Nói thật ra, chúng ta nói nhân quả, nói cảm ứng chính là lấy Phật môn ra để nói. Người lãnh đạo Phật môn nếu nói thật ra đối với Phật Pháp có gây tổn hại nghiêm trọng, không cần bạn phải đi tố cáo, không cần. Thần hộ Pháp sẽ chuyển họ đi là thật, một chút cũng không giả. Thần hộ Pháp ở nơi đó hộ trì, họ không muốn đi, hộ Pháp sẽ khiến họ sanh bệnh, hoặc là khiến họ gặp phải khó khăn gì đó, họ không đi không được. Cách này hiệu quả hơn bất cứ cách gì, lại không phá hoại nhân tình. Chúng tôi đã từng gặp được, khi chúng tôi vừa mới xây dựng Quỹ Giáo dục Phật Đà ở Đài Bắc, trong đó có một người khi đến thì rất tốt. Chúng tôi cảm thấy ông ta học Phật rất lâu rồi, đến sau cùng không giữ quy củ, ở trong đó làm cho tâm mọi người đều bất an. Tổng cán sự của chúng tôi là cư sĩ Giảng Phong Văn đã hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói đừng đụng vào người này, tính cách của ông ta rất ngạo mạn, đắc tội với ông ta, tương lai kết oán thù thì phiền phức lắm, không nên đụng vào. Ông ấy hỏi phải làm sao. Tôi nói mỗi ngày cầu thần hộ Pháp, mỗi ngày lại Bồ Tát Vi Đà, sự việc giao cho các ngài xử lý. Kết quả sau một tháng, ông ấy đến từ chức. Giảng cư sĩ đó thật có hiệu quả, ông ta đã muốn đi rồi. Ông nói phải làm sao bây giờ. Tôi nói ông cứ chấp thuận, đừng giữ ông ta lại là được rồi. Tôi nói chấp thuận đi, để ông ta ra đi. Bạn xem ông ấy cũng đã rời đi rồi, lại không mất mặt. Đến được đi được, có hiệu quả. Chúng ta gặp phải sự việc khó khăn này, viết ra vấn đề khó khăn để ở dưới chân Phật Bồ Tát, giao cho Phật Bồ Tát xử lý, không gì tốt bằng, thực sự có hiệu quả. Cho nên chúng ta phải có tín tâm kiên định, tin tưởng Phật Bồ Tát.